Hoàn thiện xong em Mio Ultimo màu xám xi măng. Giờ chuẩn bị giao xe khách nha, lên tem nha anh em. Anh em nào muốn làm máy, làm nồi, nâng cấp máy, sơn xi, dọn kiện cứ qua tiệm xe Khánh ha. Màu xám xi măng rất là đẹp nha anh em. Lòng lành cho anh em luôn ha. Xe này lên 135 nha anh em. Chạy nhẹ anh em ha. 135. Mio Ultimo. Anh em muốn sơn xe, dọn kiển, làm máy, nâng cấp máy liên hệ số điện thoại 038 9910 535 nha anh em. Ở xa thì anh em cứ gửi xe vào Khánh nhận xe làm cho anh em ha. Quá đẹp.